Theo một thông tư mới vừa được Bộ Công Thương ban hành, thì các thương nhân sẽ không cần phải chứng minh là nhà nhập khẩu hoặc có cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện để được cấp phép nhập khẩu ô tô dưới chính chỗ. Trong thông tư số 20 vừa ban hành, Bộ Công Thương đã quyết định bãi bỏ khoảng 2 điều 1 thông tư 20 năm 2011, quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ chính chủ ngồi trở xuống. Theo đó, thương nhân nhập khẩu ô tô từ chính chủ ngồi trở xuống không cần phải nộp bổ sung giấy chỉ định hoặc giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất kinh doanh lại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất kinh doanh lại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa. Bên cạnh đó, thương nhân nhập khẩu cũng không cần phải có giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông Vận tải cấp. Trước đó vào năm 2011, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư 20 trong bối cảnh thị trường ô tô trong nước thường xuyên xảy ra tình trạng ô ạt nhập ô tô về bán, khiến cung vượt cầu, lượng ô tô tồn kho ngày một nhiều và quy định này đã gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian dài.